Xin chào, mình là Leo đây sao? Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ảnh lên trên Facebook thông qua Facebook Graph API kết hợp với N8N. Và đồng thời thì không chỉ là một ảnh, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một bài viết bao gồm nhiều ảnh nhé. Thế thì nếu các bạn đã theo dõi kênh của mình thì các bạn sẽ biết là mình đã có những cái hướng dẫn kết nối Facebook với cả N8N. Thì video này sẽ là video cuối cùng trong cái series N8N Facebook, và sau đấy thì mình sẽ chuyển sang những cái ứng dụng khác, ví dụ như là kết nối với YouTube này, hay là những cái ứng dụng với AI, hoặc là tạo ra những cái luồng automation cho những cái công việc khác ngoài những cái mạng xã hội. Đó, thì ở đây mình trong cái playlist này á của mình thì mình đã hướng dẫn các bạn nó khá là đầy đủ rồi. Nó chỉ thiếu nốt cái nội dung của ngày hôm nay là đăng ảnh đấy thôi. Thì nếu các bạn chưa xem những video trước thì mình khuyên là các bạn hãy xem trước khi mà chúng ta bắt đầu nhé. Ở video đầu tiên kết nối Facebook với N8N thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái app, và chúng ta sẽ lấy những cái asset token như thế nào, chúng ta đi bước ra làm sao, chúng ta có thể lấy được những cái long lead token này, cũng như là đăng một cái nội dung gồm chữ lên trên Facebook một cách tự động. Tiếp theo ở video thứ hai thì mình hướng dẫn các bạn kết nối Facebook Messenger để các bạn có thể tạo ra được những cái con chatbot tự động trả lời tin nhắn khi mà một ai đấy nhắn cho trang của các bạn. Ở video thứ ba thì mình hướng dẫn các bạn là upload những cái video dài lên trên trang của bạn quản lý. Video thứ tư mình hướng dẫn các bạn upload những cái reel lên trên Facebook. Và video thứ năm thì mình nói cho các bạn là tại sao một số người họ có thể đăng bài lên nhóm trong khi là những cái asset token bây giờ quyền nó vẫn chưa cho. Đấy. Thì đây là năm cái video, và hôm nay là video cuối cùng về cái chủ đề Facebook với cả N8N. Đấy là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cách đăng ảnh lên trên Facebook thông qua Facebook Graph API. Và ok, thế thì không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Mình sẽ gọi là mình sẽ giả định là các bạn đã xem những video kia rồi, và các bạn cũng biết là cách để tạo ra một app cũng như vào cái phần Graph API Explorer này như thế nào rồi. Rồi. Ok, đầu tiên là mình sẽ phải đi lấy một cái token mới, tại vì cái token này nó không phải là một cái token long lead. Mình dùng để demo thôi. Còn nếu các bạn sử dụng trong thực tế thì các bạn sẽ vào cái phần asset token debug và các bạn lấy một cái long lead token nhé. Thế thì ở đây để mà đăng được ảnh lên trên Facebook thông qua Graph API thì sẽ có hai cái tài liệu các bạn cần đọc, và link của cả hai cái tài liệu ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Đầu tiên, đây là cách để các bạn có thể đăng được một ảnh lên trên Facebook. Đây là chúng ta sẽ đăng vào một cái album đấy. Mình sẽ ấn vào phần creating ở đây này. Thì để mà đăng được ảnh vào một album, chúng ta sẽ gửi một cái post request đến cái photo edge, và ở đây chúng ta sẽ có một cái album ID. Nhưng nếu mà các bạn không có một cái album mà các bạn chỉ muốn đăng lên trên trang các bạn, ví dụ như là cái nội dung này đấy, thì lúc ấy chúng ta sẽ không dùng album ID mà chúng ta sẽ sử dụng page ID. Thế thì để lấy page ID thì chúng ta sẽ làm cách nào? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào page asset token này, các bạn chọn trang các bạn đang quản lý, và các bạn gõ vào đây là cái nốt me này, các bạn ấn submit, thì lúc này nó sẽ ra tên của cái trang của các bạn và cái ID, thì cái này là page ID. Và như mọi khi mình sẽ thực hành trước xong rồi mình sẽ giải thích sau nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ quay lại N8N và mình sẽ đưa cái thông tin này vào đây, đưa nốt edit field, tại vì cái này mình sẽ sử dụng ở trong những cái nốt sau, nên là mình sẽ đưa cái thông tin là page ID của mình vào đây. Đó, test stamp này. Rồi. Thế thì bây giờ để mà gửi đi một cái request, một cái post request lên trên này, lên trên server Meta, thì chúng ta sẽ có những cách nào? Thì ở video về đăng video lên trên Facebook này, mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng HTTP request note rồi đúng không? Ở cái reel này mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng execute comment rồi đúng không? Thế thì ở trong cái video này, đấy, đấy là hai cách rồi nhá. Còn với video này thì mình sẽ quay trở lại cái đầu tiên, cái đơn giản nhất, đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái nốt có sẵn, đấy là Facebook Graph API. Đó. Thế thì ở đây bây giờ mình sẽ muốn là mình đăng lên một cái ảnh. Thế thì mình sẽ chọn ở đây, đấy là đầu tiên là mình sẽ phải xác nhận cái credential ở đây nhé. Credential thì đơn giản là mình sẽ lấy asset token này, mình sẽ đưa nó vào. Đó, sau đấy là mình sẽ ấn lưu và mình sẽ retry. Các bạn sẽ thấy ở đây nó ghi connection test successfully. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn vào đây, đấy là post request. Đó, Graph API version, mình sẽ chọn cái version mới nhất. Và cái node ở đây á, lúc này nó sẽ là page ID, mình sẽ kéo page ID vào đây. Và ở đây cái edge này của mình sẽ để là cái edge sẽ là photo. Đó, và
Chỗ này thì mình sẽ cần phải đưa cái gì vào, mình sẽ cần phải đưa những cái parameter. Thì mình sẽ chọn vào ở đây option này, sau đó chọn là query parameter. Và cái parameter chúng ta đưa vào là parameter gì? Thì ở đây á, nó sẽ có một số những cái parameter. Tất nhiên là không phải chúng ta sẽ đưa hết tất cả những cái này vào, mà các bạn có thể đọc tài liệu, các bạn cảm thấy cần cái gì thì chúng ta đưa vào. Còn với trường hợp bình thường á, chúng ta chỉ cần quan tâm tới ba cái trường dữ liệu. Thứ nhất là caption, là cái mô tả của cái bức ảnh đấy. Đây đây là cái mô tả này. Đấy, mình sẽ đưa nó vào đây. Và value thì chẳng hạn như bây giờ mình muốn đăng một cái ảnh Red Bull. Rồi, cái parameter thứ hai mà chúng ta cần quan tâm là gì? Là cái này, là cái publish. Cái publish này nó sẽ quyết định là cái ảnh của chúng ta nó có được đăng lên ngay lập tức trên trang của chúng ta hay không. Thế thì các bạn phải hiểu ở đây nhé, là khi mà các bạn đăng ảnh hay đăng video lên trên Facebook, đăng lên trang các bạn, thì nó sẽ không đăng trực tiếp lên, mà nó sẽ được lưu ở trên server của Meta, nó xử lý trên đấy, sau đấy thì bắt đầu nó mới đăng lên. Đó, thế thì cái việc mà các bạn đưa publish vào đây ạ, nếu mà các bạn đăng để là true thì nó sẽ đăng luôn lên trang các bạn, còn các bạn để là false thì nó sẽ không đăng. Còn trường hợp nào các bạn không muốn đăng thì tí nữa mình sẽ nói. Rồi, cái parameter thứ ba mà chúng ta cần quan tâm là URL, là cái đường link. Tại vì những cái mà chúng ta sẽ đăng tự động lên á, thì hầu như là các bạn sẽ đều lưu ở trên một nền tảng nào đấy, đúng không? Ví dụ như là có thể là Google Sheet hay là Google Drive hay là một cái cloud nào đấy, sau đó chúng ta sẽ dẫn link về. Thế thì ở đây mình sẽ đăng ảnh lên, thì không biết là các bạn nào thích xem đua xe F1 như mình không, thì chẳng hạn như ở đây mình sẽ lấy một cái ảnh của Red Bull, sau đó bắt đầu mình sẽ đăng lên. Đây, copy này. Đưa cái link này vào. Rồi, bây giờ ấn test test này. Đó. Lúc này nó sẽ xoay xoay. Và ở đây thì nó trả về cho mình output, đấy là item, cái ID này và post ID. Thế thì khi mà chúng ta quay trở lại trang của chúng ta reload, thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh mà mình đã được đăng lên rồi. Đấy. Thế thì cái ID lúc này là ID của riêng cái ảnh này, còn post ID là ID của toàn bộ cái bài viết này. Thế thì với post ID thì các bạn có thể dùng để theo dõi cái số lượt like, số lượt comment này. Nhưng mà trong phạm vi của video mình sẽ không nói tới, mà mình sẽ chỉ quan tâm tới cái ID này thôi. Cái ID này là cái ID của cái ảnh. Rồi, thế thì vừa rồi là cách để các bạn có thể đăng được một cái ảnh lên trên Facebook, đúng không? Đây, đây là cái ảnh các bạn vừa đăng được. Đó, hai cái ảnh này. Thế thì bây giờ chúng ta muốn đăng nhiều ảnh thì sao? Thế thì để đăng được nhiều ảnh nhá, thì các bạn sẽ đọc cái tài liệu thứ hai, và tất nhiên cái tài liệu thứ hai này cũng được để link cho phần mô tả nhé. Đấy là page photo này, và các bạn sẽ chọn cho mình phần đấy là publishing multi photo post with upload photos. Đó. Thì ở đây nó bảo là sau khi mà các bạn đã upload thành công những cái ảnh thì các bạn có thể publish cái multi photo post. Các bạn có thể tạo ra một cái post nó gồm nhiều ảnh. Đó. Sử dụng những cái ID của cái ảnh đấy bằng cách để thông qua cái endpoint là page ID feed đấy, và cái cấu trúc của nó như thế này. Và nếu mà các bạn sử dụng cái Graph API Explorer cũng như là chúng ta gọi đây, thì thay vì việc là các bạn viết vào đây là attach media 0 này, attach media 1 này, đấy mỗi ảnh sẽ tương ứng với một cái attach media nhé, thì các bạn sẽ viết là attach media và một cái mảng ở đây đấy. Trong cái mảng này thì nó sẽ bao gồm những phần tử, bao gồm đấy là media FBID và cái ID của ảnh này. Đấy, media FBID, ID của ảnh 2 này. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Và mình sẽ thử đăng lên nhá. Thế thì ở đây mình sẽ có hiện tại thì mới chỉ có một cái ảnh thôi. Thế thì mình hoàn toàn mình có thể làm một việc, đấy là mình sẽ đi tạo ra những cái đường link. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm lại này, mình sẽ đi thêm một cái bước nữa, đấy là data transformation và edit field. Đấy, và mình sẽ đi lấy ra những cái đường link. Bây giờ mình sẽ đưa là ID, à không, là picture URL đấy. Thì cái này trong thực tế á, là các bạn sẽ lấy từ một cái node nào đấy, ví dụ như các bạn lưu ảnh ở trên Google Drive, các bạn kéo nó về thì nó sẽ ra được một cái array. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đấy là cái này. Mình sẽ tự tạo ra một cái array thôi. Đây, cái array thì mình sẽ đưa vào những cái ảnh, đưa vào những cái đường link, ví dụ như là một link này, phẩy một cái này, sau đấy là gì, sau đấy là cái link thứ hai này. Đó, đây,
và phẩy một cái link thứ ba. Rồi. Ok, và ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ phải đưa vào trong cái dấu nháy kép, mình nghĩ là như thế để cho nó trở thành một cái array. Rồi. Chúng ta sẽ thử chọn test test thế nào. À quên. Quên mất mình còn phải bọc vào trong này đấy là một cái dấu ngoặc vuông như thế này nữa. Ok, test test. Đây, chúng ta đã có được một cái mảng. Cái mảng gồm ba đường link đúng không? Thế thì với cái ba đường link này này thì chúng ta sẽ dùng cái nút split để tách nó ra thành ba cái link riêng biệt. Đó, tách nó ra chạy này, chúng ta có ba item. Thế thì với ba item này mình sẽ đưa cái thông tin đấy vào đây. Đầu tiên cái phần page ID mình sẽ cần phải kéo lại này, và ở đây cái caption có thể là mình sẽ để đấy, mình sẽ bỏ qua nhé. Rồi, mình sẽ cho cái URL này vào đây. Rồi, và bây giờ khi mà mình ấn test test này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được trả về cái kết quả là những cái ID cũng như là những cái post ID của chúng ta. Chúng ta sẽ chờ một chút đó, và đây chúng ta có ba cái ID rồi nhá. Thế thì với ba cái ID này khi mà mình reload lại thì các bạn sẽ thấy là mình đã post những cái ảnh lên trên này rồi đấy. Thế thì với những cái ID này chúng ta sẽ làm một cái để aggregate nó lại thành một cái mảng, mà bây giờ chúng ta lại cần đưa ba cái ID đấy lại quay lại thành một cái mảng thì chúng ta sẽ aggregate cái đấy lại thành cái gì đây, ID này, kéo nó vào. Ok, test này đó, thì ở đây chúng ta sẽ có được một cái mảng. Nhưng mà cái này á nó không chỉ là mảng mà chúng ta sẽ cần phải tạo một cái mảng mà nó có cái cấu trúc, đấy là cấu trúc là gì, cấu trúc đấy là chúng ta sẽ phải đây sẽ phải là media MBID và nó phải là một cái object như thế này đúng không, nó không chỉ là một cái mảng đấy được đấy. Thế thì trước khi mà mình đi aggregate lại á thì mình sẽ cần phải đi edit field, mình sẽ đi edit cái này lại một lần nữa, edit field này đó. Thì lúc này á mình sẽ để là cái gì, mình sẽ để data thôi, để một cái tên ngẫu nhiên này, sau đấy là mình sẽ đưa nó vào như thế này, và cái phần này thì sao, thì mình sẽ đi kéo cái này vào đây, kéo cái ID này vào đây đó. Và khi mình ấn test step này các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có được ba cái này rồi đúng không. Rồi, và bây giờ cái phần aggregate ở đây mình sẽ lấy cái data này mình kéo vào thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này nó trả về cho chúng ta đấy một cái mảng, một cái mảng như này rồi. Rồi, và với cái mảng đấy thì bây giờ mình sẽ sử dụng đấy là Node Facebook Graph API để mình tiến hành mình đăng nó lên. Thế thì đăng lên thì đây là một cái post này. Ok, post này, version này. Cái node này của mình nó sẽ lại là page ID. Page ID mình sẽ phải đi kiếm nó lại cái đấy ở đây. Và cái node lúc này, cái edge lúc này á, nó không phải là photo nữa mà nó sẽ là feed. Và bây giờ thì mình sẽ query parameter này, mình sẽ add những cái parameter vào. Thế thì parameter đầu tiên của mình lúc này cần sẽ là gì? Thì chúng ta hãy đọc tài liệu để message này. Đấy. Message ở đây là nó tương đương với cả lúc nãy là cái caption á, là cái mô tả của hình ảnh. Đấy, message đấy, ví dụ đây s này, s này. Add tiếp parameter thứ hai. Lúc này nó sẽ là attach media, lúc này không có 01 nhé. Lúc này chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Đó, và value thì mình sẽ kéo cái data này vào. Rồi. Đấy. Thế thì cái này để mà chúng ta gọi là xử lý được những cái dấu gạch gạch thừa thừa này này thì các bạn thêm cho mình một cái nữa. Tại vì nhá, khi mà các bạn gửi đi thì chúng ta sẽ không gửi một object, chúng ta sẽ gửi đi một cái đấy là JSON stringify. Đó. Như thế này. Thì mình nghĩ là như này nó sẽ ổn. Và bây giờ quay lại đây thì chúng ta sẽ có cái gì? Rồi ok, chúng ta sẽ chỉ có một cái đấy là Accept Token mà thôi. Accept Token thì bởi vì ở đây chúng ta sử dụng cái node là Explorer nên là nó đã có, à chúng ta sử dụng cái Facebook Graph API nên là nó đã có cái credential chúng ta đã xác thực trước rồi. Chúng ta không cần cái đấy nữa. Nên ở đây chúng ta chỉ cần hai node thôi. Và bây giờ mình sẽ thử test step nhé. Lúc test này thì nó sẽ báo lỗi. Thì chúng ta sẽ kiểm tra lỗi này. Đây, lỗi của chúng ta là nó đã được post lên rồi. Đấy, có nghĩa là để mà post được á thì các bạn sẽ không được phép post cái này lên. Có nghĩa là
Không được phép là post cái này lên trang của các bạn. Nghe nó khó hiểu đúng không? Vậy thì làm thế nào để mà post nhiều ảnh mà lại không post từng ảnh lên trang? Thế thì cái câu trả lời nằm ở đây này. Cái chỗ mà publish này, các bạn để cho mình là false. Đấy. Có nghĩa là khi mà nó là false á, thì nó sẽ chỉ nằm ở trên cái server meta thôi. Nó sẽ nằm trên đấy nó xử lý. Chứ nó không post lên trang các bạn vội. Đấy. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ test lại này, lưu nó lại này. Đấy, test đến đây. Cho nó xoay xoay như thế này thôi. Rồi, thế thì khi mà kiểm tra cái nốt này, các bạn sẽ thấy là đấy, lúc này nó không có post ID, nó chỉ có ID thôi, tại vì nó chưa được đưa lên trang các bạn. Thì nó sẽ không có cái ID bài viết. Và nếu mà mình, bây giờ mình load lại cái trang này này, thì các bạn sẽ thấy là đây, đây là cái cũ. Đấy, mình chưa up thêm cái gì lên cả. Đó, có nghĩa là bây giờ những cái ảnh này của các bạn á, nó đang chỉ nằm trên server của Meta thôi, nó chưa lên trên trang của các bạn. Và đến đây thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa này. Rồi. Và ở nốt Facebook Graph API thì bây giờ mình sẽ test step này. Đó, lúc này bắt đầu nó sai sai. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đó, các bạn thấy không? Thế thì đến bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong cái việc đấy là chúng ta post nhiều ảnh lên trên Facebook. Thế thì giải thích thì mình không biết là mình nên giải thích thêm cái gì nữa. Đây đây là cái luồng của nó rồi. Cái luồng này thì bước thứ nhất là các bạn sẽ lấy những cái thông tin cần thiết này. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cần phải đưa những cái đường link vào này. Thì cái bước này trong thực tế là các bạn sẽ lấy từ trên những nền tảng khác. Ví dụ các bạn lấy file, các bạn đọc những cái link ở trên Google Sheet á. Thì lúc mà các bạn dùng cái nốt Google Sheet các bạn đọc về thì nó cũng sẽ trả về một cái mảng. Đúng không? Thế thì một cái mảng nó sẽ bao gồm là nhiều cái item nó ở trong một cái như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta muốn truy cập vào từng cái phần tử, mà không chỉ là truy cập vào từng phần tử nhé, chúng ta muốn thực thi mỗi phần tử một lần. Đấy, chúng ta không muốn là thực thi nó cùng một lúc, thì các bạn phải tách một item này trở thành nhiều item bằng cái nốt split out. Thế thì khi mà chúng ta có nhiều item này thì ngày xưa thì cái N8N chúng ta sẽ phải có một cái nốt là loop over item để nó xử lý, nó sẽ đi lặp qua từng cái item và nó xử lý. Nhưng mà bây giờ thì N8N trong những cái phiên bản mới thì nó cho phép là chúng ta có thể kết nối thẳng vào luôn, và nó sẽ hiểu là nó sẽ mặc định nó sẽ xử lý là mỗi cái item này một lần đấy. Và sau khi mà đã xử lý xong thì chúng ta lấy được ba cái ID của ba cái ảnh, thì ba cái ảnh này đến bước này nó mới chỉ nằm trên ở server của Meta thôi, nó mới xử lý trên đấy thôi, nó chưa được đăng. Đó, thế thì sau khi mà chúng ta lấy được xong thì chúng ta sẽ cần phải biến nó thành cái dạng như thế này để mà nó khớp với cả cái tài liệu API của chúng ta. Và sau khi mà chúng ta đã có ba cái item này rồi, chúng ta cần chuyển nó ngược về thành một cái mảng bằng cái nốt là aggregate. Đó, thì các bạn thấy không? Đến lúc này này chúng ta sẽ chuyển nó về thành một cái mảng và chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái nốt Facebook Graph API này để chúng ta chuyển thành post nhiều ảnh. Đó. Thế thì tóm lại, để post nhiều ảnh lên thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Post một ảnh thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể để cái Graph API đấy, các bạn để cái publish bằng true thì ok, nó sẽ post lên. Hoặc các bạn lấy cái luồng này, các bạn làm cho cả hai công việc luôn. Đấy. Chẳng hạn nhé, bây giờ mình sẽ đi edit cái này, mình sẽ xóa nó đi thôi, mình sẽ xóa hai cái link này đi. Đó. Mình sẽ để duy nhất một phần tử. Đó. Duy nhất một phần tử thì lúc này theo như cái logic của nó thì nó sẽ chỉ post lên một cái ảnh duy nhất mà thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy thử này, test workflow này, ok, Facebook Graph API thành công. Và bây giờ thì đây chỉ có duy nhất một ảnh đó. Thế thì tóm lại là đây là cái luồng bao gồm 8 bước dành cho các bạn để kết nối N8N với Facebook Graph API để chúng ta có thể post được ảnh lên trên trang mà chúng ta quản lý. Ok. Và đấy cũng là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.